Nếu như mọi người là fan của những bộ phim hoạt hình hoặc là mọi người đã từng cho con đi xem những bộ phim như là Inside Out, những mảnh ghép cảm xúc, thì chắc là mọi người cũng có thể hình dung được về một cái giai đoạn mà các con sẽ thường sẽ có những cái mâu thuẫn, những cái biến cố. Và sau các cái mâu thuẫn và biến cố đó thì trẻ sẽ phát triển lên. Thế thì dựa trên tất cả những cái trải nghiệm như vậy thì mình có thể nhìn ra được một cái học thuyết đằng sau đó, và có rất nhiều học thuyết để phát triển mà tâm lý xã hội. Trong đó thì học thuyết của Erikson mình nghĩ là một học thuyết khá là căn bản và ngắn gọn, mà bất cứ cha mẹ nào lắng nghe cũng có thể hiểu được để phát triển cái hiểu biết của mình về tâm lý trẻ con. Vậy nếu như mọi người đang quan tâm đến tâm lý của trẻ con qua thông qua phát triển tâm lý xã hội, thì chúng mình hãy cùng bàn luận về học thuyết của Erikson nhé. Trước khi vào video thì mình xin nói rất ngắn gọn là mình chỉ là một người đang tìm hiểu cái quá trình phát triển cho con, cũng giống như rất nhiều cha mẹ khác. Ngoài ra thì mình có được thêm một cái trọng trách là hướng dẫn viên, chia sẻ với chương trình kỷ luật tích cực dành cho cha mẹ. Do đó thì mình được đào tạo bởi tổ chức Save the Children và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam để có thể thực hiện các nhiệm vụ này. Cùng với đó thì mình đang là giảng viên khách mời của một chương trình thuộc dự án tâm lý và phát triển bồi dưỡng giá trị kỹ năng sống cho trẻ em. Do đó thì tất cả cái hiểu biết này của mình được xây dựng từ những trải nghiệm đó, chứ mình không phải là một chuyên gia về tâm lý. Do đó thì chắc chắn là trong quá trình chia sẻ thì cũng sẽ có một số những cái khúc mắc nào đấy mà nó chưa được chính xác. Vậy nếu như mọi người thấy có những thông tin nào mà cần phải chỉnh sửa lại trong video của mình thì hãy cho mình biết ở dưới comment bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và nếu như mọi người vẫn đang tiếp tục muốn nghe về học thuyết Erikson, chúng mình cũng bắt đầu ngay bây giờ. Nói về Erikson thì khác với một số những cái nhà nghiên cứu tâm lý khác thì Erikson đã coi cái bản chất xã hội của con người là một cái điều mấu chốt để làm nên cái sự phát triển trong tâm lý. Do đó thì ông chia cả cái quá trình cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi của con người thành 8 giai đoạn như bên này. Mọi người sẽ nhìn thấy cái bảng nó nằm ở đây nhé. 8 giai đoạn này thì để hiểu về trẻ con thì mình nghĩ quan trọng nhất chúng ta sẽ tập trung ở giai đoạn từ số 1 cho đến số 5, tức là đến tuổi 18 mà thôi. Bởi vì sau tuổi 18 thì thường là mỗi một bạn sẽ có những cái định hình về cái cuộc sống nó đã khá là rõ nét rồi. Thế còn nếu như mọi người mà muốn hiểu hơn về tâm lý của người lớn hay là tâm lý của chính bản thân mình thì cái giai đoạn từ số 5 đến số 8 chắc chắn cũng sẽ là những cái mà mình có thể tham khảo. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về 5 cái giai đoạn đầu tiên để mọi người có thể hình dung được sự phát triển tâm lý xã hội của trẻ trong các cái giai đoạn nhỏ này. Vậy thì phát triển tâm lý xã hội nó là gì? Về bản chất thì phát triển tâm lý xã hội nó được định hình trên các cái trải nghiệm và các cái mâu thuẫn mà một con người nhận được trong suốt cuộc đời. Và đi qua mỗi một giai đoạn thì chắc chắn những cái mâu thuẫn đấy nó nảy sinh, và từ cái mâu thuẫn này chúng ta học được cái trải nghiệm mới và bồi đắp hình thành nên những cái nhận thức mới, những cái vai trò mới của mình ở trong xã hội. Mâu thuẫn xảy ra chính là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể học và biến đổi, để chúng ta có thể trở thành một cái vai trò khác quan trọng hơn hoặc là ít quan trọng hơn ở trong xã hội mà mình đang sống. Theo Erikson thì thông qua mỗi một cái mâu thuẫn này thì từ đó nếu như con người vượt qua hay không vượt qua thì đều có thể hình thành hoặc là không hình thành một cái phẩm chất nào đó về mặt tâm lý. Và từ đây thì mình sẽ đánh giá được những cái như mình nói là sự tin tưởng này, hay là kiến tạo giá trị này, hay là sự tự chủ, tự lập này. Thì tất cả những cái phẩm chất tâm lý này nó sẽ được hình thành thông qua những cái trải nghiệm và những cái mâu thuẫn mà các con gặp phải trong cái quá trình phát triển. Từ đó thì Erikson sẽ đánh giá cái việc phát triển tâm lý xã hội của con người thông qua việc là chúng ta có thể xử lý được mâu thuẫn thành công hay không. Bởi vì thường thì vượt qua cái mâu thuẫn đó thì trẻ con nó sẽ hình thành cái phẩm chất tâm lý mà như mình đã nói đến ở từng giai đoạn. Thì chúng ta sẽ đi vào từng cái giai đoạn một để mọi người hiểu rõ hơn về cái sự phát triển phẩm chất tâm lý trong mỗi một giai đoạn là gì. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tin tưởng và hoài nghi. Đây là giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi và là một giai đoạn cực kỳ nền tảng trong suốt cả quá trình xây dựng cái tâm lý xã hội của đời sau này. Bởi vì mỗi đứa trẻ sơ sinh là một vật thể cực kỳ phụ thuộc vào người lớn. Do đó lúc này cái việc xây dựng niềm tin nó là một điều cực kỳ quan trọng. Và đứa trẻ sẽ xây dựng niềm tin thông qua đâu?
không ai khác chính là dựa trên cái mức độ phản ứng và cái sự quan tâm chăm sóc của cái người mà ở gần với con nhất. Cái phẩm chất của cái người chăm sóc, của cái người ở cạnh và quan tâm đến đứa trẻ sẽ hình thành nên sự tin tưởng hoặc hoài nghi của đứa trẻ đối với cuộc sống. Nghe đến đây thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay một điều thật là quan trọng trong cái quá trình xây dựng cái phát triển tâm lý xã hội cho trẻ ở cái giai đoạn này, chính là việc các con sẽ được luôn luôn cung cấp đủ thức ăn, nước uống. Và vì các con phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc trẻ, nên nếu người chăm sóc trẻ là một cái nguồn năng lượng, một cái nguồn chăm sóc đáng tin cậy thì đứa trẻ sẽ có cái sự phát triển về mặt tin tưởng cực kỳ tốt. Đương nhiên ở đây mình không nói rằng một đứa trẻ sẽ cần có 100% sự tin tưởng, mà chắc chắn là ở bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống thì sự cân bằng rất quan trọng. Đứa trẻ cũng sẽ phải có những hoài nghi, và từ những hoài nghi thì các con mới có sự cẩn trọng hơn. Tuy nhiên ở giai đoạn này, sự quan trọng nhất mà cái tâm lý xã hội của trẻ cần được quan tâm và phát huy đấy là sự tin tưởng và an tâm về cuộc sống. Do đó thì mình nhấn mạnh đến cái giai đoạn số 1 này là tin tưởng hay là hoài nghi. Giai đoạn thứ 2 từ 1 cho đến 3 tuổi là giai đoạn thời thơ ấu của trẻ, và đây là giai đoạn chúng ta sẽ nhìn thấy các con có thể có sự tự chủ hoặc là xấu hổ, tủi hổ, hoài nghi. Vẫn tiếp tục là câu chuyện hoài nghi ở đây đúng không ạ? Tại vì rõ ràng từ giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi thì sự phụ thuộc của các con và người chăm sóc và người lớn vẫn còn khá nhiều. Tuy nhiên thì nếu như các con có thể được xây dựng một cái kỹ năng tự chủ và được hỗ trợ để làm các công việc chăm sóc bản thân thì từ 1 đến 3 tuổi là một giai đoạn cực kỳ tốt để các bạn có thể tin vào bản thân mình và xây dựng được một số những cái kỹ năng để tự chăm sóc bản thân và tự làm những công việc căn bản và đơn giản nhất phù hợp với lứa tuổi. Nếu như mọi người quan tâm đến việc là những công việc nào là phù hợp với lứa tuổi về năng lực chăm sóc bản thân thì chúng mình sẽ có một video tiếp theo. Mọi người nhớ cho mình một comment để mình biết cái mức độ quan tâm của mọi người đến chủ đề này nhé. Tuy nhiên thì để nói ngắn gọn về giai đoạn này thì những cơ hội được lựa chọn như là được lựa chọn thức ăn, được lựa chọn quần áo cũng sẽ là một trong những cái cơ hội rất tốt để các con luyện tập sự tự chủ của mình. Và những trẻ mà có cái trải nghiệm tốt và hoàn thành tốt cái giai đoạn này thì các con sẽ cảm thấy an tâm, tự tin vào bản thân, tự tin vào cuộc sống. Còn với những bạn mà thực sự là có những trải nghiệm không được tốt hoặc là không được có cơ hội luyện tập thì các con sẽ phần nhiều có những cái sự nghi ngờ về bản thân hoặc cảm thấy thiếu tự tin. Cũng vẫn giống như giai đoạn đầu tiên thì chắc chắn rằng cái việc mà cân bằng giữa sự tự tin và nghi ngờ về bản thân nó cũng rất là quan trọng, bởi vì chắc chắn cái sự nghi ngờ và lo lắng sẽ giúp cho các con cẩn trọng hơn trong tất cả những cái hành động của mình. Tuy nhiên thì cái việc xây dựng sự tự tin sẽ giúp cho các con có cảm giác tích cực về bản thân và muốn được phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Để đi đến một cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi. Giai đoạn 3 đến 6 tuổi sẽ là một giai đoạn rất thú vị, bởi vì các con sẽ không chỉ mong muốn có năng lực kiểm soát bản thân nữa mà còn là muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống. Đây là giai đoạn mà có thể bố mẹ sẽ nhìn thấy con ra lệnh là con muốn cái này, con muốn cái kia, con muốn mẹ làm này, con muốn bố làm kia, con muốn cả nhà phải làm gì đấy. Hoặc có những cái ngày mà con khó chịu vì trời mưa chẳng hạn, tại vì con không thể kiểm soát được cái việc trời mưa. Thì tất nhiên nếu như mọi người còn đang thắc mắc là tại sao trẻ con lại có những cái khó chịu và bực dọc vô lý như vậy thì chúng mình có thể tham khảo lại video là vì sao trẻ dễ nổi nóng, mà mình sẽ để ở ngay bên trên này nhá. Thế còn đối với cái giai đoạn này thì cái sự phát triển tâm lý của trẻ nó thông qua rất là nhiều những cái trò chơi đóng kịch hoặc là nhập vai, bởi vì đây là giai đoạn mà các con sẽ phát triển trí tưởng tượng khá là tốt. Tất cả các hoạt động xã hội có tính tương tác theo dạng là chơi đùa cùng với những cái bạn cùng tuổi hoặc là những cái người ở dưới lứa tuổi, hay là cái cách giao tiếp hiệu quả đối với những người hơn tuổi sẽ khẳng định cái sự thành công trong phát triển giai đoạn này. Với những trẻ hoàn thành tốt cái mâu thuẫn của giai đoạn này thì các con sẽ cảm thấy cực kỳ tự tin. Vâng, một lần nữa lại là sự tự tin ạ. Và ngoài ra không những tự tin về bản thân mình, các con còn tin rằng là mình có khả năng lãnh đạo người khác nữa. Ở đây cũng sẽ là một trong những cái giai đoạn quan trọng để xây dựng một số những kỹ năng lãnh đạo và quản lý công việc. Những bạn mà không hoàn thành quá tốt những cái giai đoạn này thì rất là dễ các con sẽ cảm thấy nghi ngờ vào năng lực của bản thân. Thậm chí có những lúc các con cảm thấy tội lỗi vì không thể làm được, hoặc đâu đó thậm chí còn không có sự chủ động đối với những công việc mà mình làm nữa. Những trạng thái cân bằng lý tưởng về trẻ khi mà các con cũng có thể biết rằng mình có khả năng lãnh đạo, nhưng mà đâu đó thì vẫn biết rằng có những phần mà mình chưa làm được hoặc mình chưa nắm rõ, thì sẽ giúp cho các bạn ấy phát triển đến một cái giai đoạn nền tảng tiếp theo. Đấy là giai đoạn còn
năng lực học tập và bổ trợ cái sự kiên trì vào trong cái quá trình phát triển tính cách và phẩm chất tâm lý của mình. Đấy là giai đoạn từ 7 cho đến 11 tuổi. Đấy là giai đoạn nếu như mọi người nhìn vào cái khung tham chiếu của cái chương trình phổ thông ấy, thì nó chính là giai đoạn học cấp 1 của trẻ. Và không phải là ngẫu nhiên mà mọi người nói là cấp 1 là giai đoạn các con xây dựng kỹ năng tự học. Bởi vì đây chính là giai đoạn mà các con không học nhiều về kiến thức học thuật, mà điều quan trọng hơn là các con sẽ xây dựng được một cái kỹ năng tự giác và quan tâm đến cái điều mà mình sẽ làm và kiên trì với nó. Đây là một cái phẩm chất tâm lý cực kỳ quan trọng của đứa trẻ. Bởi vì sau cái giai đoạn này thì các con sẽ tiến đến một cái giai đoạn dậy thì, và các con sẽ bắt đầu đi vào những cái thay đổi liên quan đến cảm xúc, đến nội tiết và đến thể chất của mình rất nhiều. Vậy thì ở cái giai đoạn 7-11 tuổi này, liệu chúng ta có nên chú trọng rất nhiều ở việc các con sẽ phải đạt được 9 điểm 10, hay là chúng ta chú trọng nhiều hơn với việc xây cho các con một cái tinh thần tự học, một cái tinh thần không nản, không sợ thất bại? Thì cái này tùy thuộc vào mong muốn của từng gia đình. Tuy nhiên thì với những trẻ hoàn thành cái giai đoạn tâm lý từ 7 đến 11 tuổi này một cách thành công, thì các con sẽ cảm thấy rằng là mình có thể tự làm được nhiều việc. Các con sẽ có sự quyết tâm, quyết chí tốt hơn. Đối với những cái bạn mà hoàn thành cái giai đoạn này chưa được tốt lắm, những cái bạn mà không cảm thấy được cái năng lực của bản thân tự học tốt, các con sẽ bắt đầu tự nghi ngờ cái năng lực bản thân, nghĩ rằng mình là người học dốt, nghĩ rằng mình không thể học được, hoặc là nghi ngờ cái khả năng phát triển của chính bản thân mình. Nếu như không có sự động viên tích cực của cha mẹ thì những bạn này rất là dễ ngay từ cái giai đoạn dậy thì tiếp theo, là cái giai đoạn mà có rất là nhiều cái sự thay đổi, sẽ trở thành những cái người mà không có sự tập trung trong học tập, không có ý chí phấn đấu, hoặc là không có quyết tâm trong những cái việc mình làm. Để cân bằng được cái sự phát triển giữa những cái bạn mà quá tự tin và những cái bạn mà quá là xấu hổ, quá nghi ngờ bản thân, thì cái giai đoạn này thành công nó sẽ nằm ở việc các con biết rằng là các con nên làm những việc gì, và các con khi được giao nhiệm vụ thì các con có thể hoàn thành tốt công việc được giao. Thì đấy là cái tâm lý quan trọng nhất mà bố mẹ nên nhớ, rằng cái việc động viên, khen ngợi và theo sát vẫn luôn luôn là quan trọng trong quá trình phát triển của giai đoạn 7-11 tuổi. Giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ 5 trong cái quá trình phát triển của trẻ từ 12 đến 18 tuổi, như mình nói lúc đầu ấy, nó chính là giai đoạn định hình cái bản sắc, định hình cái tôi của các con. Đây là giai đoạn mà các con sẽ tìm xem là mình là ai trong thế giới, các con có điều gì khác biệt. Các con vừa muốn được khác biệt nhưng lại cũng rất muốn giống một cái hình mẫu nào đấy mà mình đang theo đuổi từ lâu. Đây là giai đoạn mà các bạn sẽ có nhiều những cái trải nghiệm và mâu thuẫn lớn nhất, tại vì không những có sự thay đổi cả về thể chất, về mặt nội tiết, mà về mặt tinh thần cũng như việc học hành và cái việc định hướng tương lai của các con lúc này cũng sẽ là lúc thay đổi rất nhiều. Do đó ở giai đoạn 12-18 tuổi này, những bạn thành công và vượt qua những mâu thuẫn của giai đoạn này sẽ là những người có niềm tin, có lý tưởng vào cuộc sống và có định hướng khá rõ rằng là các con muốn mình như thế nào. Có thể những cái hình tượng này nó sẽ chưa vẽ được rõ nét lên thành từng gạch đầu dòng, nhưng các con đâu đó sẽ nắm được là mình cần phải làm gì trong tương lai. Ngược lại với đó thì những trẻ mà không thành công trong cái việc vượt qua mâu thuẫn ở giai đoạn này sẽ luôn luôn hoài nghi về các chuẩn mực của xã hội, không biết là mình nên ở cái chuẩn mực nào là phù hợp, và luôn dễ bị chạy theo những cái cám dỗ hoặc là chạy theo những cái gọi là xu hướng mới. Và từ đấy thì các bạn này cũng rất là khó để định hình được bản thân mình là ai. Việc thành công trong cân bằng ở mỗi một giai đoạn thì sẽ chính là nền tảng để xây dựng tâm lý xã hội cho giai đoạn sau. Vậy 5 giai đoạn vừa rồi mình hy vọng là đã giúp cho mọi người nhìn được cái sự phát triển của trẻ từ lúc các con mới sinh ra đến lúc các con trưởng thành, nó sẽ vượt qua những cái điều gì, và hy vọng rằng từ đó thì bố mẹ có thể hiểu và định hướng cũng như tìm được cái sự hỗ trợ tốt hơn cho con trong từng giai đoạn để các con có thể thành công trong việc phát triển tâm lý xã hội của mình. Cảm ơn các bố mẹ đã lắng nghe, và nếu mọi người cảm thấy video này hữu ích, cho mình một like cái video này, subscribe kênh của Mẹ Lười và đừng quên nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới về các video tiếp theo nhé. Mình là Trang và gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye!